Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết thì căn bệnh dạ dày luôn gây khó chịu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và căn bệnh này thì cũng rất phức tạp với nhiều biến thể khác nhau. Và trong một sức khỏe cho ngày mới hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những kiến thức tổng quát liên quan đến những căn bệnh về dạ dày. Và cùng với đó là một căn bệnh viêm dạ dày ở mức độ đơn giản nhất, chính là bệnh viêm dạ dày không liên quan đến vi khuẩn HP. Thưa quý vị, trong đời sống hiện đại ngày nay thì do nhiều yếu tố khách quan mà có càng nhiều bệnh nhân mắc phải căn bệnh lậu dạ dày, từ những triệu chứng nhẹ như là viêm loét cho đến kể cả là ung thư dạ dày. Vậy thì để có cái nhìn chi tiết hơn về căn bệnh này, hôm nay chúng ta hãy cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh để cùng tìm hiểu rõ hơn với bệnh nhé. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì riêng với các bệnh liên quan đến đau dạ dày thì hiện nay nó có bao nhiêu mức độ cũng như là các sự nguy hiểm của nó ra sao thưa bác sĩ? Về cái bệnh viêm loét dạ dày ấy, thì cho đến hiện nay người ta chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là do nhiễm vi khuẩn HP. Loại thứ hai là do viêm do phản ứng, tức là ví dụ như là do stress hay là do dùng thuốc, các cái loại thuốc kháng viêm, corticoid, vân vân. Và cái loại thứ ba là cái loại viêm loét mà người ta không rõ nguyên nhân. Nhưng mà trong 3 loại đó thì viêm loét dạ dày do nhiễm HP thì chiếm một cái tỷ lệ rất cao nhất trong 3 loại đó. Viêm dạ dày phản ứng, ví dụ do stress, do vấn đề ăn uống, rồi do vấn đề thuốc men này kia, và còn một loại nữa hiếm hơn thì người ta không tìm rõ nguyên nhân thì người ta gọi là viêm dạ dày không rõ nguyên nhân. Trao ngược là vì thứ nhất là bởi vì trong cái thực quản mà trước khi mà nó đổ vô cái dạ dày á, tức là nơi cái phân vị á, thì nó phải có một cái van để nó chặn lại. Ví dụ như khi nó thức ăn nó qua thực quản để vô dạ dày thì rồi sau khi mình ăn xong thì như vậy trong dạ dày mình nó sẽ đầy thức ăn rồi dạ dày nó sẽ có bóp để nó tổng thức ăn vào trong ruột để tiêu hóa, có bóp tiêu hóa từng vào trong ruột. Thì khi cái cơ chế mà nó có bóp để tổng thức ăn á, thì ở môn vị nó cũng có cái van nó phải mở ra, và đồng thời ở tâm vị, tức là nơi cái thực quản đổ vô dạ dày á, nó phải đóng lại thì nó mới thức ăn nó mới chảy xuống. Còn nếu như mà dưới kia nó cũng mở ra nhưng trên này vì lý do gì đó mình nó đóng lại không kỳ, đóng lại không hết, thì khi mà dạ dày bóp thì nó tăng áp lực thì nó trào ngược cái dịch vị lên ở trên thực quản, rồi từ đó nó sẽ đưa đến là gây viêm loét thực quản và bệnh nhân rất là khó chịu đó. Thì cho nên để tránh trường hợp đó, ngoài vấn đề mình điều trị để mình giảm cái dịch vị xuống, nhưng đồng thời mình cũng phải tư vấn cho người bệnh là ví dụ như ăn uống được no nê, rồi sau ăn không được nằm ngay mà phải ngồi hoặc đi lui tới mấy tiếng mà nằm được, rồi trong buổi tối không nên ăn nhiều, đặc biệt không ăn buổi khuya. Đó là những cái mà mình có thể tư vấn để bệnh nhân họ biết. Bởi do còn không á, uống thuốc nhưng mà những cái đó mình không để ý đến á, thì cái vấn đề trào ngược nó cũng khó lành. Vậy thì đối với mức độ thấp nhất là bệnh viêm loét dạ dày nhưng không có vi khuẩn HP thì cách nhận biết cũng như là điều trị ra sao thưa bác sĩ? Người ta chia ra làm hai cái nhóm phương pháp chẩn đoán. Cái phương pháp chẩn đoán thứ nhất gọi là có xâm lấn. Có xâm lấn có nghĩa rằng là người ta phải sử dụng đến nội soi. Nội soi rồi người ta lấy một cái mảnh của niêm mạc dạ dày, rồi người ta đưa ra, người ta bỏ vô một cái lọ thử để xem coi thử nó có phản ứng dương hay không. Nếu mà phản ứng dương chứng tỏ rằng là trong cái mảnh niêm mạc đó có vi khuẩn HP, mà nếu âm thì nó không có. Nếu không có vi trùng thì mình sẽ điều trị theo cái phác đồ không có vi trùng. Tức là tôi nói một cách đơn giản thế này này, tại sao dạ dày nó viêm loét? Bởi vì cái dạ dày của mình nó có một cái cơ chế bảo vệ rất là hay. Trong dạ dày bao giờ nó cũng có dịch vị, mà trong dịch vị là có axit. Mà axit là một cái chất nó có thể gây tổn thương bào mòn niêm mạc dạ dày. Cho nên trên niêm mạc dạ dày thì nó cơ thể nó sinh ra một cái lớp chất nhầy nó bọc bề mặt của niêm mạc, do đó nó chặn lại sự bào mòn của dịch vị, trong đó có axit. Nếu như mà mất cân bằng giữa cái dịch vị với lại cái chất nhầy để bảo vệ thì nó, ví dụ tôi nói chất nhầy bảo vệ nó kém đi
chức năng nó kém đi, trong lúc axit nó nhiều thì nó sẽ gây nên loét, hoặc là thậm chí cái chức năng bảo vệ nó bình thường nhưng mà nó tăng tiết, cái dạ dày tăng tiết dịch vì nhiều axit nó cũng gây nên viêm dạ dày. Cơ chế điều trị của nó là mình dùng cái thuốc để bảo vệ niêm mạc là một, thứ hai dùng thuốc để giảm cái sự tiết axit dịch vị xuống thì nó sẽ là đó, không có vi trùng, đó là với điều kiện không có vi trùng, vi khuẩn HB. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Xuân Vân.